Rồi mình vừa tới chỗ Trà Vinh. Bây giờ mình đang đi bộ vô nhà của chị Năm. Mới vừa xuống xe. Rồi mấy đứa nhỏ nó đang ngồi câu cá. Ui. Đây là bà chủ tiệm chụp hình. Hello. Cho tao bắp to quá vậy. Cái đó ốc chị trồng khúc là nó có trái của bảy chồng cao khỏi đầu mới có. Có con cào cào non nè, ăn ba đậu bắp đó nè. Ừ, ăn đậu bắp. Bên trên trái nữa đó. Trái này non quá không? Không phải, trái này ừ, đó. Mì kìa, mà coi cái mì với cái củ thụ. Chị Năm trồng nhà đam nhiều quá. Cái tắc mỡ mà anh mới vừa rồi đó, nó chín rồi, vàng đất hết trơn luôn. Ba ông xuống cắt mới ra hết rồi, cày ra mới ra được nữa. Cây ớt này nó cũng to nữa. Ở dưới chị Năm cây nào cũng to, cây đậu bắp là nó nhỏ à. Cây ớt cao cỡ đầu. Chuẩn bị nha. 1 2 3 rồi ăn đi. Rồi gắp vô gắp đi. Trời ơi. Vô. Hôm nay ăn gà gán rồi nha, đùi gà. Đùi đùi gà. Còn đùi nè. Còn nhóc mà thì ăn hết thì lấy nữa nha. Còn ra ăn hết lấy đi. Ăn cái đùi gà chiên giòn ha. Giờ mấy đứa nhỏ ăn xong rồi giờ tới người lớn ăn. Chị Năm thì mắc khách rồi, còn anh Nhân thì đi làm chưa về. Chị Năm ăn cá kèo kho rau găm với vịt kho gừng chấm với rau luộc dưa leo. Rồi giờ mấy đứa nhỏ đang dò chân trâu, chân trâu khoai lang. Giờ mình chuẩn bị đi câu cá thôi, có không? Mình đi ra gần tới biển rồi. Đường quê thật là mát mẻ, các bạn thấy bông hoa ta trồng rất là nhiều, rất là đẹp luôn nè. Giờ mình đang mượn xe của chị Năm chạy vô nhà hàng bạn của mình. Thằng này là thằng bạn nhưng mà thằng em bạn chứ mà nó nhỏ tuổi hơn mình. Đang chạy cái khu vực này là người ta nuôi tôm, nuôi công nghiệp nè.
giữa một cái con đường làng rất là mát mẻ, nhưng mà cái đường nó bằng nhựa, nhưng mà nhựa ở đây nó không được tốt, nó dằn lắm. Nãy mình chạy cái đường đan thì nó im lắm, giờ qua cái đường nhựa rồi. Cái này là nó gần biển rồi các bạn, nó bị nhiễm, khu vực này là chắc là nước lợ rồi. Khu vực này là khu vực gần cầu ngang Mỹ Long gì đó. Cái này là đường đi tắt. Cái này hình như là những cái đập ngăn nước mặn này các bạn. Đó. Bên đây là ở ngoài cửa sông hay gì đó. Mình đi thẳng ra là cửa sông, nhưng mà chắc cũng hơi xa. Ở trong đây là trong nước ngọt nè. Đây là cái đập ngăn mặn. Tình hình là mình đi hết cái, chưa hết cái đường mới có một khúc à, mà bây giờ gặp ổ voi ổ gà không rồi. Trời mưa nữa, giờ đang mưa lắc rắc. Cuối cùng tính đi đường tắt cho nó nhanh, cuối cùng quá ga nó xa hơn nữa. Trời ơi, gặp cái khúc đường này thấy nản luôn, muốn quay về luôn rồi các bạn ơi. Khủng khiếp quá. Bây giờ không biết sao chạy qua nữa. Bường đi luôn chứ sao giờ nữa. Các bạn thấy cái đường này khủng khiếp không? Trời ơi, mình chạy qua là cái chân mình nó ướt luôn. Chiếc xe nó ướt lên khúc luôn nè. Hết hồn rồi chứ. Thôi bây giờ mình chạy tiếp, cũng còn mấy cây số nữa mới tới. Rồi, trà sữa trân châu của mình xong rồi đây. Nó đó là khoai lang dẻo. Khoai lang bí cho nên màu nó lợt. Mấy đứa nhỏ nó xách ly lần trước, nó chạy lần trước nó uống hết. Trời, hấp dẫn quá. Hấp dẫn không? Chàng chị ơi. Hấp miếng coi. Quyên ơi, sao con giáp ngồi cái giỏng này Quyên? Chạy theo rồi. Ngồi đứng lên lạng quạng gớt cái bụng xuống thông á. Có chỗ ngồi lý tưởng dữ vậy ta. Cái lắm cái đùng xuống đây nghỉ uống hả? Nhìn cái coi. Không, cái thạch khoai lang này ngon nha, nó mềm nó dẻo. Chứ làm mà bột năng không á, nó sẽ nhấp tạng mới được. Bột năng không vô trong nước đá hả Nam? Nó bị cứng lại nó không ngon. Cuối cùng mình đã chạy ra được tới chỗ đường nhựa rồi. Ngay đây là hình như là cái eo, cái đường ra cửa biển gì đó, mình không biết nữa. Có tàu đánh cá rất là nhiều. Cái này là ngay chỗ Vĩnh Kim hay gì đó các bạn ơi. Rồi mình vừa tới chỗ hàng em nè, đang chờ nó ra lấy xe đi. Ruộng bên kia nó rất, nó có hai loại cò, cò đen với lại cò trắng, mà mình không biết con cò đen là cò gì, hỏi thăm người ta nó nói là con cò quắm. Xa quá không có quay gần. Con cò quắm nó đen xì lì à. Luôn
Chỗ này giống hồi lâu đi chài quá không? Ờ chài gần nhà em mà. Giờ thì mình vừa tới một cái đập ngăn mặn. Bên kia là nước mặn, trong đây là nước ngọt. Chắc bên đây, trong đây nó cũng lợ lợ chứ. Hy vọng là dính cá nâu. Thì lần đi chài với em mới thưa. Ủa lần đi câu với em đó, câu được con chút xíu á nha không? Trời ơi con bự hết hồn. Lần đi chài cũng có con chút xíu à. Cái mồi này, cái kiểu câu này nó câu này giống câu cá rô hả? Tức là nó ăn nhẹ, ăn cũng mới giật nhẹ, cũng như là nó khó mà tự động nó mất mồi lắm. Mình giật là vừa mất cái lại ở ra, vừa mất cái lại ra. Nó vậy đó. Nó không có giật mạnh nè. Không, là mình phải dở lên, nhưng mình đừng có giật ấy. Con gì vậy ta? Con gì mà nó ghĩa vậy? Nó ăn vậy đó. Nó ăn kì vậy? Nó ăn thua cái lồng tông nữa. Mình có biết cách vậy? Câu này dễ bị điên lắm nè. Mới đây hết cục mồi à. Cái này mồi câu bằng từ tôm tích luôn. Trời ơi sang. Sen lắm luôn á. Mua tôm tích gạch còn sen. Con gì có thì nó lại ngon. Đúng rồi. Bữa anh có ăn cá nâu. Thịt nó dẻ. Ngồi ở đây gió thổi rất là mát các bạn ơi. Nhưng mà nãy giờ chưa có câu dính con nào. Em nó chạy đi mua tép rồi, mấy con tép này bị bụng quá để xuống, cá nó mới nghỉ ăn cái hết mồi. Hy vọng mùa mới nó sẽ có thiên chuyển mới. Câu cá thường câu buổi sáng còn đói, buổi chiều no rồi nó. Cái này câu mồi tôm với tép gì, nhiêu đây về kho ăn dám được. Rồi. Bóng này bóng gì? Cá. Hèn chi thấy nó cắn rõ ràng. Cái lưới kia nó hơi bự hả? Là lưới rộng á. Nó lọt đầu ở trên. Tình hình là mây đen bao phủ rồi các bạn ơi. Nãy giờ mới câu được cá chốt nè. Chưa đổ bữa cơm chiều nữa. Mà trời chuyển mưa đen hết rồi. Ở đây có nguyên bộ hình bát nè. Bát là miếng cầu ta đó. Trái quá trời trái luôn. Còn có dây bình bát nữa. Đây là cái trái bình bát dây. Cái này là cái lá nó mình nấu canh ăn được. Không biết phải không nữa, sao cái lá này nó hơi ngộ ngộ. Trái bình bát này mình gọi là trái măng cầu á. Măng cầu ta đó, nó chín nhóc trơn rồi. Mình thái thử cho các bạn coi. Ngày nhỏ dưới quê này rất là thích ăn trái này. Tại vì cũng không có cây ăn trái gì. Hồi đó thì chỉ có vòng vòng nhà chỉ có một mấy cây này thôi. Rồi tình hình bữa nay thất bại. Giờ mình chuẩn bị cuốn nếp.
vô mát quá. Cái cầu đi ngang nó cũng chó khôn à. Chó nó hay quá, gần xuồng phóng xuống đi cái quen. Wow. Hết. Rồi ngồi ngồi đấy ngồi. Ngồi hả? Số 1. Được đã kìa. Wow. Cái đường này dễ á. Đi lần nào đi cho biết. Đường này đường D mà. Đây có người lọt hay gì đâu. Có người té. Đó cái bánh xe trước. Nó quăng xe. Qua anh mới hái anh ngâm, hôm kia anh mới hái anh ngâm rượu chứ. Đúng nào ra đây hái mà. Có em bé nó chờ làm sao rồi. Em hái trẻ non cũng được nữa. Mà em để em đừng có phơi vậy chứ, em chẻ ra làm hai, em để em rửa cho ráo nước, em chẻ làm hai xong đổ rượu vô em ngâm à. Phèn nó chứ. Hả? Đừng phèn nó chứ. Không có phèn gì chứ. Cái kỳ vậy? Ờ, ngâm rượu miễn chất. Nhớ chỗ này có đi ngang rồi đúng không? Có à? Có không? Đường này vô nhà em đúng không? Thấy cái cầu này, có cái chòi này quen quen nè. Nhiều lắm à. Sớm nhỏ em vừa trên đó hay được không khí không? Cỡ này nó hơi cạn rồi hả? Bây giờ câu không được cá mà em nó cho con cá gì đây? Nó câu hôm qua nè. Chứ trái đu đủ. Bây giờ mưa quá trời luôn rồi sao mà về được đây. Mình giờ đang trên đường về chị Năm mà mưa như vậy nè. Quá trời mưa rồi. Cá gì? Cá cháo. Cá cháo.
cháo, cháo. Ừ, đã xương lắm, cưng 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 câu được con này hả? Em câu mừng à, nó câu dính qua mặn mỏ tôi là lưng hả? Lưng hả? Ừ. Câu dính đường cá bông cát chút xíu à, dính câu bông cát hả? Vậy làm ơi, nãy giờ mắc mưa đã hả? Mắc mưa quá trời luôn. Rồi đây là con cá cháo sau khi chiên nha. Bây giờ là chuẩn bị ăn cơm, ở nhà ăn cơm hết trơn rồi. Bây giờ mình ăn thử con cá này thì nó xương lắm. Bây giờ mình thử coi nó xương đến mức độ nào nha. Vậy ha. Nè, nè, em lại em phụ anh coi. Chứ sớm nó dặn rồi về ăn đừng cho mấy đứa nhỏ ăn. Này đâu có ăn được. Con cá này anh ăn cái da không có xương nè. Đúng rồi đó, hợp lý đó. Cái gì cá đi. Ừ, được ạ. Chuyện hả chàng? Chứ mày nghe nói xương là anh hết. Trời ơi, trời ơi, nhìn thấy xương thiệt rồi luôn kìa. Xương nhanh lên, nhanh lên. Xương nó như cá mẹ mà. Rồi xong rồi em. Nhưng mà thịt ngọt lắm nha, cá này thịt ngon. Em phụ anh đi. Chịu khó ăn xương. Đó, 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 đó. À. Nè, thôi hấp dẫn lắm, nhìn đi. Thưởng thức miếng cái vị cá của nó đi. Thịt nó mềm. Nó mềm thì chắc do đông. Có xương dữ không? Xương như cá mẹ. Đó. Như cá mẹ vậy đó. Thưởng thức đó trong nhóm đó có nhưng mà thịt nó ngọt lắm. Nè, miếng này thịt nè. Thưởng thức đi, đó à. Anh là có vợ cứu hồ ha, cái miếng này ngon nè. Cứu em cứu không nổi đâu á. Cứu đầu. Này giòn giòn ngon, khỏi mất xương chắc cứu. Cái miếng da đó, ok. Này, không phải cái con cá này nó dưới còn dưới bụng dưới này nè, cái đường. Dưới bụng nó không có xương. Đó, đúng rồi đó. Có xương bụng không à, nó mới xương kia. Anh đi nhiêu đây anh đủ rồi. Ngon thử cái coi. Trên thịt nó cũng không có gì đặc sắc, nó lạ hơn. Cải cá này đó thì chưa ăn. Cái thịt nó ngọt, nhưng mà nó ngọt. Để thưởng thức cái nó mềm á. Mềm đúng rồi, nó mềm. Nó mềm vô thì chắc để làm. Cá này người ta nạo á. À, sai à. Giống mẹ giống mẹ vậy. Ừ, nạo á. Chưa nạo không không nữa. Em đưa thịt không anh ăn được rồi nè. Cá này đó giờ mới ăn lần đầu luôn á. Lần đầu chạy luôn không? Ủa bằng xương dính lựa xương được mà. Em phải nhung nhân. Em ăn cá này được mà. À. Cá mẹ em ăn còn được mà. Mẹ coi hả? Không ăn được con hả? À. Để bánh ăn đi, bánh em, hồng. Em. Con năm chiên để hộp kìa. Em. Ăn vô cái mùi nó béo nha. Béo. Thịt nó ngọt. Đó, ừ, cái thịt nó béo. Cái bàn chỗ nào cơm. Nghe cái hộp bánh đây Lisa gì đó con. Nè, nguyên cái này nè. Này, nguyên cái này nè. Rồi, không, em. Này, này chắc ăn nè. Bụng này ngon nữa nè. Nè, cái bụng nó mình gỡ từ khúc này là nó không có xương nè. Xương xui theo bụng. Không có xương bự không mà, chứ nó mới xương nhỏ. Ở trên lưng nè, xương chữ y không. Béo, mềm, ngọt. Ăn thay, thay ăn, khá lừa. Ăn thương được, hơi ăn. Ăn khoai khỏi lừa. Giống như đặc điểm ấy nhất là chị khoái mua những nghe cái mẹ con bự rồi không? Trứng không có gì chiên ăn đã. Mà ông nãy ăn đâu được. Mày Vinh hay mày Dính? Mày Vinh. Mày Vinh bự tao nấu canh chua ngon chết thì chiên. Chiên. Gửi em đi em gặp con cái trứng. Có bữa chị biết em gặp con đó ký là. Con không biết. Cả ký lô là 100.000 một ký. Ông nội ơi, đây có 30-35 ngàn. Mắc dữ lắm là 40 chục. Chứ đâu có lương dữ vậy. Câu được cá bự gì ngon à. Có khi 30 ngàn. Sớm câu không được rồi về nó bắt nó cho. Đem thành phẩm về. Công quá.
cái thằng đó sao nó cũng khoái đi câu ghế ta. Nó là cần thủ mà. Ta nói nó đi lên tới đây nè, nó câu nó cười nó muốn chết luôn. Hai thằng nó mua cháo gối nè ha, nó mua thức ăn nè ha, nó dồn nó bóp nó làm cho một cục nè. Kia đâu? Nó phải cục mồi bé lớn nè, mình cùng tay nè. Tôi hỏi, ê mày cá nào ăn nổi cục mồi này mày? Nốt mình... cho nó khẹ họng nè. Câu cá cha mà. Nhưng mà sao ăn nổi? Mình lớn vậy hỏi mình. Trời cái họng con cá bé lớn. Nổi ơi, con cá nào mà nạm cái lớn. Cái con cá cha bé lớn vậy thì cái họng nó cũng bé lớn vậy. Trời ơi ông nội. Con cá 2 kg là cái cục mồi bé lớn vậy nó ăn được. Có bự quá sao nạm ta cũng ăn thì mị chút chứ ăn gì dữ vậy. Nhưng mà anh nghĩ nó làm như vậy. Người ta nói thường nói ăn tạp là cá cha mà mình chỉ nói. Nó đi câu từ nó sáng câu cho tới hết buổi sáng tới trưa. Tao nói thôi mày vô mày đi ăn cơm đi rồi mày câu tiếp. Ăn cơm xong ra câu cũng không có con nào luôn, đi gì vậy hai thằng nhớ ăn câu đi gì vậy. Nay cũng câu có con nào cười nó muốn chết thì ăn hết bình đậu phộng luôn chưa dính con nào. Tại câu buổi chiều không có chứ lại cá mình không có đi mình không có đi ngay luồng nữa. Nhưng mà sao không thấy giá thằng câu với nó có mà đúng rồi ha, tôi tưởng thấy chỉ đi câu cá thác lát quên nó có sẵn câu máy câu đồ mà này nào, không, có đủ thằng, nó câu con cá 1,5 kg không á, cá thác lát thường á, cá thác lát còn 1,5 kg nào qua còn ký á. Sớm đứng cầu cá đói lội dưới hả à, từ lưa dưới à, chơi à. Rồi à, sau khi ăn cơm xong thì được ly trà sữa các bạn ơi. Trà sữa này à, sớm là ở nhà mới uống hết rồi. Còn chừa 2 ly mình với anh Năm nè. Con cá ăn cũng được có nửa con à, con cá bự quá. Ủa anh còn phải múc ra nữa hả? Thôi tính ra ha. Múc hết ly đi. Làm luôn. Lâu lâu uống xì tin. Cái món này là món này. Món tin mà mình thì tin tin rồi. Thưởng thức coi. Lâu 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 lắm rồi mới thưởng thức món này. Sữa với trà, thành trà sữa ngon quá. Bây giờ là sau khi ăn cơm xong rồi này kia nói chuyện, bây giờ là hơn 10 giờ đêm đó, bây giờ là vô mùng hết rồi, mấy đứa nhỏ nó còn nhiều chuyện bên kia. Mình với anh Năm đang trao đổi chút nghề nghiệp. Giờ trời đang mưa lớn luôn ạ. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm rồi. Trời vẫn mưa lớn. Mấy đứa nhỏ thì nó mệt mỏi quá, nó ngủ rồi. Anh Nhân thì chưa ngủ. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào video sau nha. Ngày mai em sẽ dẫn các bạn đi chợ.